VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Hi, xin chào tất cả các bạn, và một lần nữa Viết Phương lại được đồng hành với tất cả các bạn trong chuyên mục giải đáp thắc mắc đến từ VDA. Và trong tuần qua thì có một khán giả tên là Ngọc Anh đã gửi về cho VDA một câu hỏi rất là hay. Đó chính là bạn Ngọc Anh chuẩn bị mua cho mình một dàn karaoke và bạn đang muốn VDA shop của chúng ta chỉ một vài mẹo vặt lắp đặt và bố trí dàn karaoke, dàn âm thanh sao cho đúng chuẩn. Và cũng chính vì câu hỏi ngày hôm nay mà VDA và Viết Phương đây sẽ giúp cho các bạn cũng như tất cả khán giả đang xem chương trình đây sẽ biết thêm về cách lắp đặt và bố trí dàn âm thanh sao cho đúng chuẩn nhé. Ngay bây giờ hãy cùng Viết Phương tìm hiểu nào. Mua dàn karaoke muốn chất lượng, ngoài thiết bị phải làm những sản phẩm đạt chuẩn thì việc lắp đặt cũng là một bước vô cùng quan trọng. Trong dàn karaoke gia đình luôn có nhiều thiết bị nên việc lắp đặt nó không hề là chuyện đơn giản. Mặc dù khi bạn đã mua dàn karaoke gia đình Ariran hay bất kỳ dàn karaoke nào cũng luôn có hướng dẫn lắp đặt cụ thể, nhưng nếu là người chưa từng đụng đến âm thanh thì đây không phải là điều đơn giản. Nói về loa, có rất nhiều loại từ kiểu dáng, công suất và có trở kháng 4 ohm, 6 ohm, 8 ohm nên chọn âm ly có trở kháng từ 4 ohm đến 8 ohm. Ví dụ, ta có loa 150W trên 8 ohm thì ta phải chọn âm ly có công suất là 200W trên 8 ohm trở lên. Vì khi hoạt động lâu, âm ly sẽ nóng lên cộng với truyền tải trên đường dây nên công suất sẽ giảm. Tiếp theo là cách treo loa. Loa chuyên dùng trong thiết kế phòng karaoke gia đình là loa treo tường vào vị trí cách mặt đất tối thiểu 2,5m, tùy chiều cao từ mặt đất đến trần nhà mà có thể lắp đặt tối đa 2,8m. Khoảng cách thay loa cách nhau tối thiểu từ 2,5m trở đi. Khi lắp một hệ thống karaoke bao gồm micro, âm ly, loa và set thì ta phải tiếp đất cho hệ thống nằm tránh bị giật, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Cách đặt âm ly hay các thiết bị như men và mixer với đầu karaoke cần đặt trên kệ, như vậy sẽ tiện cho việc sử dụng. Các bạn thân mến, các bạn vừa được VDA shop của chúng tôi đưa những mẹo vặt lắp đặt và bố trí dàn âm thanh sao cho đúng chuẩn. Không biết các bạn đã nắm rõ về cách lắp đặt và bố trí dàn âm thanh chưa nào? Nếu như còn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ ngay số hotline của chúng tôi 0902 799 186, hoặc các bạn có thể ghé ngay showroom gần nhất của VDA để tận hưởng sản phẩm cũng như nhận được những tư vấn nhiệt tình nhất đến từ đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.